Xin chào cả nhà trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình rảnh rỗi mình đi ra coi mấy chú thợ hồ. Giờ người ta đang lăn bê nè, để chuẩn bị về bữa sơn lên cái nhà nè. Để hoàn thành hổm về thì mình quay phim, mình quay mấy cái khúc mà thợ hồ người ta làm việc một ngày như thế nào nè. Thế là mình quay cho người ta cán nền xi măng. Thì giờ trong khi mà chờ đợi cái nền này khô á, để ngày mai làm bên đây á, thì người ta quét sơn, quét bê. Này mấy chú thợ hồ nãy giờ quét vòng vòng mấy cái vách nữa. Xong rồi á. Hôm qua mấy anh với mấy chú thợ hồ á, sau khi mà cán được 2/3 của cái nền nhà này rồi, thì bữa nay ngày cuối tuần nên có mấy ông thợ hồ nghỉ chân. Có một ông thợ hồ chính đang dán trong phòng nhà tắm nữa nè. Nay mình dán hả ta? Dạ. Chết gòn hả? Chết này nghỉ dây lao hết trơn. Còn chết gòn nữa kìa. Mày cán ở này coi. Mày cán trong đây nhà tắm này hả chú? Cán ngoài xong vô đây lao. Dạ. Chủ nhật là mấy ông đó lần nào cũng nghỉ chơi hả? Ngày nào cũng từng nào cũng nghỉ hả? Dây lao. Với là lúc về cái này đâu gấp đâu. Này học sinh nó còn học online mà chưa vô học hay là chính thức. Đó chừa cái lỗ thoát nước. Dạ. Vậy là con cứng lát cái mình ra ngoài cán bằng cái này xong. Này gì dán gạch này lên mét mấy chú? Mét 8 hay gì? Mét 6. Mét 8 chứ quên. Mét 8, thấy cao quá nè. Bằng chiều cao con luôn rồi nè. Mét 78. Mét 80 á. 80. Cái đồ chặn ghét đồ lại nước tóc đồ. Chuyển mưa tới đen rồi lụi chứ nè. Bữa nào chiều cũng mưa hết trơn. Mưa không sợ, làm trong đây xong rồi. Cái này có mua bồn cầu gắn được chưa ta? Giờ tắm vừa sen rồi gắn hết. Có hết chứ. Ủa mình lót xong mình mới lắp vô hả? Lắp trước mình lót hả? Cái nào? Cái xin trong nhà tắm này nè. Lót rồi gắn bằng cầu luôn. Dạ. Luôn ha. Xả nó chui vô đó lắm. Dạ. Ủa sao mình không thiết kế sao cho nó đi xuống đó luôn ta? Thì nó xuống sẵn rồi nè. Tại bữa hôm nhà con thiết kế tự nhiên cái gắn cái labo của tại đây. Cái xả dưới chừng á, cái đứng cái trên cái đi dặn vợ nghẹp. Nè, đây đây, đứng vô đây hết nè. Dạ. Nó chạy đây nè. Tại bởi vì con về giờ nghĩ sao thiết kế hay sao mà nó chạy cho nó chạy xuống cái đường ống nó luôn. Có ống sẵn nè. Dạ. Chí kiểu ở trong trỏng giờ là con bỏ labo luôn, đâu có xài đâu. Con lào luôn là con phải giấu. Tại vì nhiều khi đứng rửa tay đánh răng xuống miệng ở trên. Cái nước cái này là cái gì không? Cái này là vô labo nè. Dạ. Còn cái này để cái quanh nhiều khi gắn cái đầu xe trên đầu. Cái dầu sen. Đứng kế bên luôn. Dạ. Còn cái này là cái ống vệ sinh nè. Vệ sinh. Ở kia đồ bơm cầu. Làm sẵn hết chứ. Chừa vậy hay. Nhỏ là ố làm sao trồng ủng hay quá à. Ngang gạch. Út của nhà con bây giờ đó, làm gắn cái labo vào đó 300 ngàn giờ bỏ luôn Út. Tự nhiên rửa ở trên đánh gan xuống miệng cái nó chảy xuống vỏ nhẹp vỏ nó không có xuống cái lỗ. Nó rồi đó mấy ông đó ông lắp đặt sao ông lắp sao không có con không biết thiết kế á. Đó hồi đó con gắn ống dưới này nè. Chưa có gắn dưới. Này có ống chạy qua đây nè. Lúc nào mà vậy. Nên vợ nhà con bỏ cái đó luôn. Làm gắn cái đó giờ tháo vô. Vô cái bồn. Còn cái này để dành sợi dây vệ sinh. Dạ. Dây xịt xịt á. Chiều ra đi tham quan. Rồi bữa nay người ta vét chiếc vôi chiếc bê lên đây chưa. Dạ. Ủa còn cái này là sáng nay mình lót tiếp phần này nữa là xong hết chứ. Mà mày lót tiếp rồi sơn. Mày lót. Chỗ nào chưa ấy lần cho rồi trắng trắng vậy hết rồi đầu mới sơn. Dạ. Ủa mình lăn về cho nó đỡ hao sơn hả? Không, mấy cái cây này nè. Có sẵn nè. Cây lăn đó hả? Đó. Ủa? Nè, nó dính dính. À. Cái đó là sủi ba cái mấy mục
cái mục á. Rồi sau lại xong cái này mới qua lớp phần dầu. Cho cái nền nó đẹp. Mất cái đó. Dạ. Cát. Mà cái này đi dép cũng không sao. Cát nó lên hoài ha. Dạ. Kỳ ha. Vậy là mới mốt làm xong này mua chơi hồ quậy hồ dầu. Đổ lên dài dài. Dạ. Đây. Khi băng nó giao có nghĩa là đợt này nó giao mà hơi lợn. Dạ. Đợt sau mà huy động nó khác nhau. Có vậy nhìn thấy khác hết chưa? Dạ. Khác màu. Xi măng nó cũng, xi măng nó cũng khác màu nữa trời. Lỗi nó vàng vàng, lỗi xanh đậm. Mùa hộp này còn thấy xây tưởng nó nhỏ, bữa nay xây sâu quá trời bự. Ủa bề ngang này nhiêu mét ta, mười mấy á? 13 mét. Dạ 16. Dạ. 14 mét mấy. 14 mét mấy hả? Nền. Nền. Bị xéo. Nó theo độ. Dạ. Lại mất thành cân. Dạ. Nó dùng lại mất cân. Dạ. Ở đây sau khi mấy anh với mấy chú cán xong cái nền nè. Bữa nay là sáng giờ là cán cái phần nền này xong rồi, giờ còn thời gian là chét thêm mấy cái bê. Cái bê phía trước, cái mặt trước nè. Đó, cái mặt trước này thì cao quá mình không tới thì mình làm cái cây mình đưa lên. Đưa lên cao như nè. Đó. Đẩy có cái gai lăn rất là dễ luôn, thấy không? Đó, lăn rất là dễ luôn. Bên đây thì cũng có một cái anh lăn ở bên ngoài. Đó. Mỗi ngày một công đoạn á. Này mình làm lai gai từ từ rồi không có gấp. Đó, nghề thợ hồ này nó trải ra rất là nhiều công đoạn. Cái này lăn bê hả chú? Hồi sáng giờ tưởng cán xong buổi sáng rồi chứ. Cúp nước hả? Hèn chi nói ủa sao sáng ra thấy làm có phần nữa hôm qua bình thường thấy làm hết trơn có phần nữa. Dạ. Một công đoạn. Cái anh kia nó leo bánh cào qua cái đó dành xuống đó. Anh trong đó sơn trắng. Có cây này đỡ ha, đỡ leo có sơn là cái cây này không tạo qua leo cho nó. Vậy từ vậy tưởng phải bắt thang lên cao thì lấy cây dài. Dê chú trên đây thì leo lên cào qua cái phần xi măng nó văng ra, mình cào cho nó láng xong rồi hồi mình đi sơn nó đẹp, nó không bị cục. Mỗi người một công đoạn hết trơn. Làm hồ này trải qua rất là nhiều công đoạn, từ cái nền móng rồi từ xây tô sơn đi bê chất sơn thì tùm lum hết, trong sơn với trong hết, cái trong chưa sơn. Có cây đúng tiện thế không? Vậy xong rồi mai chắc sơn kia luôn. Mai sơn màu. Ủa mua màu gì vậy? Mua màu gì sơn mà nấy chủ nhà hả? Đây cán nền xong rồi, giờ mấy anh tắt cái máy trộn hồ để nghiêng vào đây nè. Còn ở dưới đây dưới thấp là mấy anh lăn, lăn bê, lăn tay luôn. Ngày nào cũng tới hả? Ủa nào nó bán đâu? Công việc thợ hồ này mình quay hàng ngày luôn. Chắc cũng mau khô hả anh? Lăn. Mới đây mới quét cái trên nó khô rồi. Hôm qua chủ nhật mà thấy tưởng có mình ông chính làm á. Nghỉ hết trơn. Dạ. Dạ.
Đây, hôm nay mấy anh thợ hồ tiếp tục sơn nè. Qua lăng B là cái này tiếp tục sơn, mà này mình thấy sơn lẹ ghê luôn á. Này lên màu xanh nhìn đẹp với ghê luôn. Màu xanh. Ô, sáng giờ là sơn có như đây hết luôn hả chú? Dạ chưa hết. Thấy lẹ là sơn lẹ hơn á. Đẩy đi te te luôn. Chút nó lên màu là đẹp chứ. Nó màu xanh. Đây nước. Anh có cái cày á, anh đi sơn trên cao rồi. Sơn lên nhìn nó sáng nhà ghê. Người ta lăn sơn. Có cái cây này lăn nó mềm á, lăn nó đi rất là đều luôn mọi người. Hết nhà này sơn chắc 2-3 thùng hả chú? Trong ngoài nha. 4 thùng hả? Dữ. Nhiều mét vuông nhiều rồi. Có cây này sơn đều ha, nó không bị sụp dưa. Trời ơi, tại vì ai lấy cọ quẹt quyết nặng rồi.